Thái, hôm qua anh Dung chủ tịch có nói thế nào? Dạ, hôm qua anh Dung chủ tịch dạ. Nó bảo sao? Nó nói với em là đã tìm được thằng Tiện con em. Hôm nay người ta đi đưa cháu bác về. Cô ấy, mà sao mà Thím phải khóc như thế? Nói cho Thím biết nhá, thằng Tiện nhà ta đi bộ đội gần mấy năm, bây giờ chiến thắng, đất nước hòa bình, mọi người thì về hết cả rồi, còn nó cái giấy báo tử không có, nó đã tổng diệt mất tích rồi. Này được tin nó về, thế là đi ăn hương, thế mà khóc nhá, tin phải mà khóc vui. Chào cả nhà nhé. Đang ở Bắc Giang, khoảng chiều 3 tháng 2. Hôm nay nhà hát Chào Thái Bình biểu diễn và U Vẫn Đợi Con Về. Trong vở Người Lang Thang Cô Đơn ấy, đấy rất nhiều trong mắt của mọi người, mọi người xem một chút ạ. Thank you.
chiến đấu bị thương vào đầu nên lúc nhớ lúc quên không biết mình là ai. Hơn nữa nhiều những vết thương trên cơ thể qua nhiều lần phẫu thuật, nhiều lần điều trị nên hình dáng cháu bị thay đổi. Nhưng tôi tin cháu nó là con của chị. Con ơi lòng mẹ ơi,
Chị Phạm Ngọ hát chèo rất chèo ạ. Rồi. Khổ thiệt quá. Anh sang đây em bảo này.
mà chứ không lên đường đi nhập ngũ. Chúng con nghe được ở trên đài phát thanh ấy. Thiện ơi, con ơi, con nhớ ra rồi à? Thế con đã nhận không chưa?
Thank you.
cầm kiên bóc ở cánh thiệp thường dân. Con nghe gió thấy kiên vu du con nhủ mà. Anh nhớ đâu rồi? Buồn. Anh ơi, anh nhớ đâu rồi chưa? Anh nhận không? Anh nhớ đâu rồi? Anh... Con nói đi. Con là ai? Con là ai? Con là ai vậy? Đại Du bà, cô lấy cho con cái gương nhá. Con con nhận ra con là ai không nhá? Anh cố nhớ lại đi nhá. Anh cố nhớ lại. Anh cố nhớ lại đi nhá. Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, cố nhớ lại đi thôi. Cố nhớ lại cho con. Cố nhớ lại đi. Cố nhớ lại đi con. Cố nhớ lại đi. Chuyên nhà trèo Thái Bình biểu diễn liên hoan sân khấu trèo toàn quốc tại Bắc Giang cả nhà nhé. Bắt đầu sắp chuyển cảnh đã. Thank you.
anh đã nhận ra U chưa? Nếu mày không nhận ra U thì chúng mày sẽ không còn được gặp nhau nữa đâu. Thời gian lâu quá rồi,
Vào chào ông các bà.
và gia đình an khang thịnh vượng.